Đây là cây hữu qua nè, thấy không? Bà chị mình ở bà trồng cây hữu qua nè, nhưng mà trái nào trái nấy có một khúc và dốc bả dễ sợ luôn, nó không có được dài. Hữu qua nó làm sao là bà chị của mình bán như vậy, có một khúc như vậy. Nè đây ớt nè, ớt này là ớt ớt giống như ớt chim vậy, ớt tiêu á. Này là ớt này. Không biết tại sao phải trồng nào nó cũng khúc 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 à, chứ ớt này cũng có khúc nè ha. Nó đâu được bự đâu, có khúc à. Nè ớt nè, quá trời luôn rồi, thấy không? Mình không có thèm ớt nhưng mà mình thấy mình cũng muốn ăn. Cái này trái tắc nè, nguyên một cây cây tắc luôn rồi. Cái này này là cam, này là cây cam. Cây cam không biết sao hôm nay nó không chín nè. Ê, cái cây đu đủ. Vườn có chút xíu à, mà mỗi cái nhà trồng cứ cuốn cúc vậy nè, thấy chưa? Thấy không? Đây là cây đu đủ. Trái bớn. Cái này là táo tàu nè, cái này là lá lốt. Chưa, cứ cứ khúc nè. Ok rồi, cái trái này trái gì đâu, quá ổi. Này trái ổi này, thấy không? Đụng nắng hai trái. Ổi này chắc không ngon đâu. Nè, cây mặn. Trời ơi. Đó là cây mặn chưa có lên trái. Đây là chắc ổi nè. Cái này cây gì ạ? Cái ổi mà nó dính ở trong cái chùm chùm này. Này chơi bơ. Trồng quá tùm lum hết trơn. Cây này là cây thanh long nè. Nè coi cây trái hồng nè. Hồng này chín nè, sao không ăn hả? Mình bẻ mau trái nha, không ăn rồi mình bẻ cái mình ăn mới được. Mình cầm con tay cho nên bây giờ mình bẻ không được các bạn ơi. Hả? Quay. Trái hồng này chín rồi nè, con trái nè, dao nè. Cái này là gà muống nè. Vườn rau có chút béo à, mà trồng gì cũng có một chút xíu à. Hồng mà cũng trái lớn nè. Chị mình bắt cao lắm cho nên nó phải trồng trái nào nấy nó con khúc 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 vậy đó. Nè quá trời tắc nè, nay mình ghé mình hái tắc. Thank you.